Rồi chào mọi người, chào quý vị gần xa. Đây là cái cây ổi ruby nè, trồng từ hạt nè. Mình cho ba mình trồng năm ngoái đó. Năm ngoái trồng nó đẹp lắm, xong rồi để ngoài nó lạnh quá nó chết dưới gốc, nó mọc ba nhánh lên nè quý vị. Mà giờ nó to như vậy nè, đẹp chưa? Là to ba nhánh, nó lên ba nhánh. Thì khi nó lên trên này mình bấm một lần rồi, giờ nó tẻ ra nhiều nhánh á, thì giờ mình bấm nó để khi có đủ thời gian nó ra nhánh rồi mùa đông mình đem vô nhà nha, hoặc là trong nhà greenhouse á, để cho nó vừa vặn mà rồi sang năm nó có sức nó ra trái luôn. Rồi giờ mình đếm nè, ở dưới này nó có một tầng lá mà mình ngắt lâu nè, 1, 2, 3 thì mình cắt từ đây nè. Hôm nay là quên đem cái kìm bấm á. Đó, nhắn lại như vậy nè, đếm từ đây là 1, 2, 3 mình cắt từ đây. Xong rồi nhắn trong này 1, 2 đếm từ đây mình cắt ra xéo 45 độ. Là một cái nhánh nhỏ mà nó lên ấy thì mình cắt ra từ đây đi để cho nó ra, cắt từ đây mình chọn nó ra trẻ ra vầy, chứ mà trẻ vầy thì nó đục nhau quá. Nhánh này mình tẻ là 1, 2, 3 trong này một cái nhánh nhỏ thì để cho nó lên vậy luôn. Dưới này mình lột bớt lá nha các bạn. Yết như vậy này. Trong lá vàng đó luôn. Đó, như vậy là nó ok rồi, bắt đầu mấy mốt nó trẻ mấy cái nhánh này ra nè. Nó sẽ có nụ có bông luôn. Đó này mốt càng tỏa nè. Cái chậu này khoảng cỡ 20 gallon. Này một đống là thế này rồi. Tốt đã chưa? À, đi ra đi coi cái cây táo thảo sugarcane nó ra sai trái kinh khủng luôn. Mà nhà ba mình hái với bà chị hái là mỗi lần là mấy ký á, hái cả chục bịch rồi đó. Giờ nó còn mớ sót lại.
đây đây, này trái thấp nè quý vị, nó nắng quá, nó tưới nước cũng ẩm vậy mà nó không có được cái, cũng được. Nó không có giòn chắc. Trên nó mỡ. Cái bịch nè, bịch là bố mình hái sáng nè, được một ít đó. Trái bé bé vậy nè là chắc ngon nè. Anh thử nó ngọt. Nhỏ ngon nè, đen xì nè, cái nhỏ nó lại chắc. Tiếp tục ra bông với ra trái đó quý vị. Những cái trái nhỏ này chắc lắm nè quý vị. Ngọt lị mà. Trái nhỏ ngon lắm. Em ăn thử. Mà ăn trái nhỏ cũng ngon, ngon. Trái nhỏ tí nó chắc ngon lắm. Trái to to chút là nó xốp à. Đen đen như vậy ngon à. Ngon. Giòn tan, ngọt, một nhỏ xíu à. Hết rồi, không hết gì. Trời nóng quá. Sugar cane là sai. Sai nhất trong các loại táo. Đâu quá sai rồi chưa? Quế xanh rùm. Cái hột sugar cane nó có nhân bên trong á quý vị. Đập ra trồng được nhưng mà trồng hạt lâu lắm. Mình ghép. Mình lấy cái dài ghép.
chào mọi người nhé, hẹn gặp lại video kỳ sau, bye.